Alo, hello. Bé cưng, đến khu làm nhanh lên. Hãy tẩy sạch tóc nhuộm của bé nha. Điểm màu tím. Bé Sophia đang dần trở thành một em bé chính hiệu nè. Miranda buôn bán rau ở chợ. Mọi người ơi, trái cây và rau quả tươi đây. Wow. Táo này bán sao dạ? 7 đồng la ly, nhưng lấy bạn 5 đồng thôi. Vậy mình lấy hết hộp luôn nha. Thank you. Bye. Woohoo, khởi đầu tốt quá đi. Cháu gái ơi, có cái gì ngon không? Dưa hấu này ngọt như mật luôn đó bà. Ồ, bà thích ăn ngọt lắm. Bà sẽ lấy nó. Cảm ơn bà đã ủng hộ ạ. Chúng ta may mắn quá đi. Hoàng tử đã theo dõi người phụ nữ tuyệt vời này lâu lắm rồi. Nàng tên gì vậy thưa tiểu thư? Miranda, còn tên của em bé là Sophia. Em bé dễ thương quá. Ta có thể mời nàng đến lâu đài được không? Sao không chứ? Hôm nay kiếm đủ tiền rồi. Giờ thư giãn thôi nào. Tháo quả bóng LOL ra nha. Quấn nó bằng tua rua vàng. Và trang trí thêm ren nhún xếp. Làm chân. Gắn giường vào nha. Lắp một cái màn che. Thêm chiếc nơ dễ thương ở phía trước. Chiếc giường sang trọng sẽ cho bé gái một giấc ngủ ngon. Hoàng tử Roland và Miranda đã lập gia đình. Ồ, con bé cứ khóc thúc thích mãi thôi. Twinkle, twinkle. Anh à, phụ em dỗ con nín đi. Nhưng anh không biết phải làm sao cả. Em tin anh làm được mà. Em đau đầu quá. Chà, ba đã chuẩn bị buổi hòa nhạc rồi nè. Biết rồi, người đâu? Con gái ta cần một cái nôi. Okay. Mẫu mới dành cho công chúa nhỏ. Cái này không hợp với em bé đâu. Vậy cái này thì sao? Ta không thích. Lần thử thứ ba. Chúng tôi thấy cái này là sang nhất rồi đó. Ồ, lộng lẫy quá đi. Ba mẹ đặt con gái lên trên giường. Cuối cùng bọn họ cũng được yên tĩnh nghỉ ngơi. Cưng ơi, đi với La Lelo nha. Hãy thay đổi đôi tay. Làm thêm phần ngực và bờm. Nhuộm dây câu cá thành màu đen. Để làm râu. Gặp Clover nha. Nhiều động vật sống trong khu vườn hoàng gia. Sophia đến ngắm các thú cưng. Này, các bạn có khỏe không dạ? Khỏe lắm. Hey, chơi trốn tìm không nè? Chơi chứ, bạn trốn trước đi. Các con vật chạy đi tìm chỗ ẩn nấp. Trốn kỹ chưa? Mình tới đây. Mọi người trốn ở đâu rồi ta? Bé thỏ chạy đến chỗ cô bé. Muốn làm bạn hả? Mình là Clover. Thỏ con nhảy vào vòng tay cô bé. Chúng ta bắt đầu phiêu lưu nha. Lấy một cái rương trống. Sơn lại phần gỗ. Lắp thành ổ khóa. Trang trí nó với chữ lồng vàng. Hãy mạ vàng vôi nữa nha. Nhìn mấy đồ chơi này kìa. Quá rộng rãi luôn. Sophia, con yêu, lại đây với mẹ. Mẹ ơi, mẹ gọi con hả? Ừ, xem mẹ tìm thấy gì nè. Một tấm bản đồ cũ. Thật thú vị. Chữ X sẽ đánh dấu vị trí ẩn giấu kho báu. Con sẽ đi tìm kho báu ạ. Chúc may mắn con yêu. Sophia đang trên hành trình của mình. Clover, bạn đồng hành với mình nha. Ừ, mình giỏi bản đồ lắm. May quá, chúng ta cùng nhau tìm kho báu thôi. Bọn họ tìm kiếm khắp nơi. Ở đây không có. Đây cũng không luôn. Ồ, thấy rồi, thấy rồi. Phía sau bụi cây có một cái rương to lắm nè. Giỏi lắm Clover. Wow, cùng xem nào. Toàn là đồ chơi cũ của mình. Đúng là kho báu thật sự mà. Hay quá. Siêu tìm kiếm luôn. Ra ngoài đi búp bê. Thay đổi khuôn mặt của bạn nha. Phủ đỉnh đầu bằng sơn acrylic. Sợi tóc tổng hợp tuyệt vời. Biến chúng thành tóc thật nha. Vò nát vải. Xong rồi. Cánh hoa, hãy may thành một chiếc váy. Chiếc váy này rất hợp với Sophia. Sophia đã thành một thiếu nữ quyến rũ. La 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 la. Khu vườn đẹp quá đi. Mấy chú chim bay đến gần cô bé hơn kìa. Các bạn thích giọng hát của mình hả? Công chúa được bao quanh bởi hàng trăm con vật. Tất cả đều là fan của mình sao? Tuyệt quá, giống như buổi hòa nhạc thiệt vậy đó.
Hoan hô, Sophia! Hoan hô, hoan hô! Một giọng nói tuyệt vời! Fan hâm mộ đang đi theo cô bé. Cô bé sẽ phải đi nhiều nơi rồi. Lấy một viên kim cương giả nha. Làm thành vòng cổ. Tháo rời chiếc hộp ra. Bọc cái nắp bằng vải nỉ. Bùa hộ mệnh ma thuật. Nó có năng lực gì đây? Mẹ gọi Sophia lại. Mẹ có chuyện nói với con hả? Đúng vậy con yêu, ngồi đi. Mẹ có cái này muốn cho con nè. Nó rất là giá trị luôn đó. Wow, bùa hộ mệnh. Nó để làm gì vậy mẹ? Đeo thử đi con yêu. Wow, nó hợp với con không nè? Dễ thương lắm. Có nó, con có thể hiểu được động vật, biến thành nàng tiên cá hay thu nhỏ lại. Wow, không thể tin được. Con thành em bé rồi nè mẹ ơi. Chỉ cần đừng để mất nó nha. Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu. Chào mừng bạn đến với Lalilu. Xuất hiện gương mặt mới. Mình sẽ quay lại ngay. Kiểu dáng quá đẹp. Đến lúc phải thay đồ rồi. Xong rồi, đẹp quá đi. Trang trí bằng nửa hạt cườm nha. Và kết cườm nè. Thêm vương miệng trên đầu nữa. Sophia đệ nhất đã trưởng thành hẳn rồi. Ba mẹ quyết định tổ chức một buổi kén rể long trọng. Đừng thuyết phục con nữa mà. Con không thích như vậy xíu nào đâu. Con gái ít ra cũng phải xem một vài ứng cử viên đã chứ. Vào đi. Du, du. Trái tim cháy bỏng, tâm hồn đau đớn. Công chúa, câu rắp này là cho em. Du. Ồ, không. Ba và mẹ cùng nhìn nhau. Không, không đời nào. Vị hôn phu thứ hai. Ánh mắt của ta tan chảy vì vẻ đẹp của công chúa. Cho nên không mất nhiều thời gian để chịu đựng nữa. Ứng cử viên thứ ba là một ác quỷ. Muôn tâu bệ hạ. Ồ, quá đủ rồi. Chà, cậu ta đã cố gắng rồi. Con mệt lắm rồi, con không chịu nổi nữa đâu. Vương miệng rơi xuống, Sophia đang chạy trốn. Và đột nhiên, sợi dây chuyền rơi xuống. Ê, mình đang đánh đàn mà. Xin lỗi, mình không cố ý đâu. Wow, một tia lửa chạy xuyên qua bọn họ. Nàng ơi, có thể cho ta vinh dự được đi cùng nàng không? Rất sẵn lòng. Liệu Sophia có quên sợi dây chuyền không nhỉ? Một chú ngựa nhảy vào khu làm việc. Hãy cắt bỏ cái bờm cũ đi nha, và cái đuôi. Uống nước thần kỳ. Phép màu. Vẽ mắt màu xanh lá. Sơn móng guốc. Vẽ hình yên ngồi. Hoàn hảo. Chuẩn bị đầy đủ các chi tiết thích hợp để trang trí. Bờm lông màu hồng. Dễ chải. Cánh. Chi. Chắc phải bay được chứ. Ô, bùa hộ mệnh của mình. Mình cần các bạn tìm giúp. Nên chọn ai đây? Nửa con cũng được, nhưng bạn nhỏ quá. Này chắc được nè. Cao quá. Ngựa. Ô, sợ quá. Công chúa ơi, mình sẵn sàng giúp bạn đây. Kỳ lân à, bạn đúng là kỳ diệu. Mình không thể nghĩ ra ai tốt hơn nữa. Nhanh lên, chúng ta đi tìm bùa hộ mệnh thôi. Bọn họ bay lên bầu trời. Phong cảnh tuyệt vời. Những vùng đất kỳ diệu. Nhưng cũng không nhìn thấy bùa hộ mệnh đâu cả. À ha, đây rồi. Trúng mánh rồi nha. Mình vào rồi, vào to rồi. Cái kẹp dễ thương. Cắt ra làm đôi nha. Để vải vào và trộn lên. Đôi tay để không. Nhồi đầy sợi tổng hợp vào gối. Vương miện xứng đáng được trưng bày. Trang sức đẹp nhất. Sophia đang học cách làm nữ hoàng. Mình vẫn còn nhiều thứ phải học quá, nên bắt đầu từ cái nhỏ thôi. Mình sẽ đọc hướng dẫn ngắn gọn cách để trở thành một nữ hoàng. Ồ, khó thật đó nha. Mình phải đứng thẳng, đội thêm chồng sét. Nhìn mắc cỡ quá à. Trời ơi, không dễ dàng gì. Cái gì tiếp theo đây? Nghi thức ăn uống. Ai nghĩ ra mấy quy tắc này không biết nữa. Sophia, nhanh lên. Lễ trao vương miện trễ rồi đó. Ồ, mọi người đã đến rồi sao? Đây là vương miện của mình đó hả? Bây giờ ta tuyên bố Sophia đệ nhất là nữ hoàng mới. Chúc mừng người kế vị. Cô nàng chắc chắn lật đổ chế độ quân chủ nhàm chán này. Chọn nắp chai nào. Phần nhựa sẽ dùng làm tay cầm nha. Chuông được giao nè. Hãy trang trí nào. Chảo chiên kêu len keng. Là trống lắc sao? Nhanh lên đi chơi nào. Ủa, Finn đeo mặt nạ hết ghi. À, quái vật,
là bạn muốn nha. À, Rapunzel, là mình nè. Ồ, xin lỗi, cô bạn đây. Giờ bạn sẽ canh gác. Ai sẽ là công chúa mới nhỉ? Nhuộm tóc màu vàng. Độ dài hoàn hảo cho em bé Rapunzel. Cùng may đồ mới nào. Em bé mắt xanh này là nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích. Rapunzel bé nhỏ sẽ có cuộc sống dài và tươi sáng. Các em bé đang chơi trốn tìm trên sân chơi. Cô ấy đâu rồi? Mình trốn rất là kỹ nha. Không phải, và không có ở đây. Rapunzel, mình bỏ cuộc. Ồ, bạn đâu rồi? Hi. Wow. Các em bé đi đến hộp cát. Nhưng chú chuột ngăn họ xây dựng lâu đài. À, cứu, chuột khổng lồ. Ngốc quá, chú ta sợ bạn hơn nhiều đó. Chà, nó chạy rồi. Thank you. Bạn đã cứu mình. Bó hoa đáng yêu. Phủ sơn Aerolith gắn lên tòa tháp tương lai. Bậc thang sáng sủa được xếp thẳng tới cửa sổ. Trang trí lỗ bằng khối kim tuyến. Lắp mái nhà lấp lánh. Các em bé sẽ hài lòng với trò giải trí mới. Rapunzel, cầu trượt nè. Wow, trượt thôi. Mình trước nha. Mình tiếp theo. Ô tuyệt, mình sẽ đỡ bạn trượt đi nào. Mình không thể, mình bị kẹt rồi. Chào nha, mình sẽ gỡ rối. Xong, mình xuống đỡ đây. Wow. Áo. Xin lỗi. Đúng là cầu trượt tuyệt vời. Ngựa phi nước đại đến nơi. Thay màu lông nào. Làm một cặp mắt từ đất nặng. Tóc giả biến thành đuôi và bờm sang chảnh. Thêm yên ngựa thoải mái và chiếc túi. Maximus là người bạn đồng hành trung thành của Flynn. Tự bảo vệ mình thưa ngài. À, họ đang tấn công bằng giấy. Tấn công ngược lại nào. Ừ, xin lỗi. Cứu, chú ngựa đang đuổi theo mình. Mình bị dồn vào tường rồi. Khoan đã, mình nghĩ mình có cà rốt ở đâu đó. Ngon miệng nha. Cậu bé dũng cảm đã thuần hóa được chú ngựa. Rapunzel đã lớn lên. Hãy thay đổi em bé với áo lấp lánh nào. Tay áo bằng vải satin. Hãy mang thêm phụ kiện nha. Mái tóc sang trọng của mình đâu. Đừng lo lắng bé yêu. Rapunzel trông rất tuyệt. Có hội chợ náo nhiệt trong vương quốc. Các quầy có đầy các món quà lưu niệm. Wow, đẹp quá đi. Mình muốn thử mọi thứ. Để mình giúp bạn nha. Ok. Flynn, mua cho mình nha. Yeah, mình không thể trốn khỏi được. Chúng mình sẽ lấy mọi thứ. Hãy cài nó vào cùng một lúc. Wow, tuyệt quá. Cảm ơn. Giờ đến lượt của bạn. Oh my gosh. Đừng ngại mà, bạn yêu. Chàng trai đã trở thành người lớn. Khuôn hình, vải, ít phép màu. Đồ mới đã sẵn sàng. Có chiếc túi tiện lợi trên thắt lưng. Ủa, giày bị mòn rồi. Biến chúng thành bốt cao nha. Mắt xám.
hãy tô màu thôi. Lin đã trở thành một anh chàng rất đẹp trai. Ồ, mình hào hứng quá. Buổi hẹn hò đầu tiên với Rapunzel. Chuyến dã ngoại phải thật hoàn hảo. Hãy trải chăn ra. Mình đã chuẩn bị đồ ăn nhẹ rồi. Không tùy hí nha. Bất ngờ chưa? Đúng là nơi tuyệt vời. Anh có quà cho em. Anh nghĩ nó ở trong túi. Nó ở đâu ta? Pascal nghịch ngợm. Xuống nào, mình sẽ đỡ bạn. Của em đây em yêu. Wow. À, anh thật là lãng mạn. Hãy làm đèn lồng trời nha. Wow, kim tuyến vàng. Bẻ tờ giấy. Đèn Giáng sinh lấp lánh bên trong những chiếc đèn. Một bầu không khí đặc biệt được đảm bảo. Buổi tối đi thuyền xuôi ngược trên sông thật tuyệt. Em yêu, vẻ đẹp của em vượt qua cả ánh sáng của vì sao. Em làm vợ anh nha. À, tất nhiên rồi. Cặp đôi đã đính hôn. Hãy gửi những chiếc đèn trời, điều may đó. Cặp đôi đang tận hưởng một buổi tối kỳ diệu. Đến lúc chuẩn bị cho đám cưới rồi. Chiếc áo nịch màu tím trông tuyệt đó. Đá đính lấp lánh khắp mọi nơi. Mọi khách mời sẽ đều rất ấn tượng nha. Yes. Cuối cùng cũng đến buổi lễ rồi. Đây không phải là mơ. Anh hứa sẽ luôn bên em. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Giờ chúng mình tuyên bố hai bạn là vợ chồng. Sẵn sàng chưa? Đây rồi, đây rồi. Lin và Rapunzel sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Chọn vải nỉ màu pastel. Mỗi em bé được bọc trong đó. Trang trí khăn quấn bằng vải xù. Những em bé đáng yêu. Sau một thời gian, cặp đôi đã có con rồi. Em yêu, thật là may mắn. Ba à, bế em bé đi. Ồ, thật hào hứng. Hãy tận hưởng nha. À, chuyện gì thế? Hey, chỉ đói thôi. Bạn cần cho bé uống sữa. Ba mẹ dần quen với việc làm ba mẹ trẻ. Một búp bê LOL cũ bắt đầu cuộc sống mới. Vẽ mắt xanh với chấm trắng nha. Bạn sẽ không thấy mái tóc đỏ thế này trong cả vương quốc. Cô bé giàu có cả chiếc bỉm xa xỉ. Em bé này có dòng máu hoàng tộc. Làm một cái bọc. Giải lông giả sẽ làm chiếc bọc được thu hút hơn. Thêm một mặt dây chuyền vương miện. Cô bé đã quen với sự xa xỉ từ khi còn nhỏ. Em bé đang ngủ trong nôi. Gato muốn bắt cóc cô. Ồ, bé yêu, bây giờ con sẽ sống với ta. Ồ, tối quá đi. Kinh quá, tiếng kêu gì vậy? Con bé khóc à? Ồ, mùi khiếp quá. Tả bị ướt rồi ư? Không, mình bỏ cuộc. Thần rừng đã canh giữ đứa bé suốt đêm. Vào buổi sáng, một bà lão đang đi bộ trong rừng. Ồ, một em bé. Sao cháu đến được đây? Đây, đây, bà sẽ bế cháu. Cháu sẽ nằm trong nôi. Và ta sẽ đọc vài câu chuyện cổ tích. Biến một búp bê cũ thành nữ hoàng. Tô lớp make up mới. Nữ hoàng có mái tóc đỏ rực.
váy màu kem làm nổi bật vẻ đẹp của cô. Trang trí váy bằng dải ri băng vàng và ri băng kim cương giả. Nữ hoàng nêu gương tốt cho mọi người. Amina và Jared đến để hôn con gái trước khi ngủ. Ồ, bé đâu rồi? Con chúng ta. À, nó biến mất rồi. Chiếc củi trống không. Ồ, Gwyneth, bé Gwyneth. Em yêu, em ổn không? Em cần phải tỉnh táo lại. Đừng lo, chúng ta sẽ tìm ra con bất chấp tất cả. Hello. Làm chiếc váy mới. Nó vừa khít với cô. Chiếc váy cũ nát và bẩn thỉu. Tạp dề của mình đâu? Thấy rồi nè. Một mảnh vải dính đầy muỗi than và bụi. Có dải băng ren cũ ở hai bên. Gwyneth đi tất dệt kim. Wow, có rất nhiều bánh nướng. Một chiếc túi nhỏ buộc lại. Mình sẽ tự làm một cái gậy. Cô đeo chiếc túi lên vai. Điều gì sẽ xảy ra với cô? Em bé đã lớn. Cô rất độc lập và không ngại làm việc nhà. Ồ, mình sẽ làm một ít bánh nướng cho bà. Tìm công thức nấu ăn nào. Yeah, nặng bột. Giờ thì nướng nha. Mùi thơm quá à. Cả một túi bánh. Bà sẽ vui lắm đây. Ô bà, bà có muốn chia sẻ điều gì đó không? Nhưng lần này ta sẽ chia sẻ bánh nướng, không phải những câu chuyện. Ồ, cháu ngoan quá. Ở lại ăn với ta đi. Mọi thứ sẽ ngon hơn khi ăn cùng nhau. Và vui hơn nữa. Lông giả màu đỏ có thể dùng để gài vào. Trang trí vương miện bằng kim cương giả và chuỗi hạt. Và có ngọc trai ở trên đỉnh. Trong một lâu đài sang trọng, có một chú mèo tên là Garfield. Chú được nữ hoàng yêu mến và là một con mèo tuyệt vời. Nhưng ngay khi nữ hoàng đi xa, Garfield biến từ thiên thần thành ác quỷ. Chú có thể thoát tội dù làm bất cứ điều gì. Ồ, cả lâu đài bị đảo lộn hết. Nhận lấy vương miện này và một phần đồ ăn vặt. Chú ăn nhiều đến nỗi không còn sức làm loạn nữa. Mèo mèo cũng cần nghỉ nữa. Chúng ta chọn cái nào đây? Cái này đi. Cho chiếc sáo kết cấu giống gỗ. Phủ sơn bóng trong. Cô bé đang nghe âm thanh của khu rừng. Oh, wow. Một cái cây hóa ra là có phép thuật đặc biệt. Bí mật là gì? Một cô cú khôn ngoan sống trong hốc cây. Bạn chim biết Win rất tốt với thiên nhiên. Và cô quyết định tặng bé một món quà. Cây sáo từ một cành cây của cây thần. Ồ, không thể tin vào mắt của mình. Nó là thật. Thank you. Và cô bé ngay lập tức bắt đầu chơi các giai điệu. Các loài vật từ cả khu rừng đến để nghe những âm thanh tuyệt vời. Ồ, vải từ mũ sẽ hoàn toàn phù hợp. Đã làm xong chiếc váy mới. Vừa đó nha. Thêm vải thun mỏng và vải thể thao bạc. Thêm chiếc đuôi ren và dải trắng. Ngọc trai lấp lánh trên thắt lưng. Bạn không thể nhận ra Gwyneth. Bây giờ cô đang mặc một bộ đồ lộng lẫy. Vương quốc phát hiện ra một cô gái tóc đỏ sống trong khu rừng xa. Người bố lập tức đi tìm cô. Ồ, kia là con gái mình. Mình có thể cảm nhận được từ trái tim. Gwyneth. Bố, chúng ta lại được ở bên nhau rồi. Ồ, bố tìm thấy con rồi. Mau về nhà thôi, mẹ lo lắm. Gwyneth thân yêu đã quay về. Hey. Con yêu. Ồ, chúng ta đã tìm con khắp nơi. Cuối cùng con cũng về bên bố mẹ. Lâu đài gia đình chúng ta ở đằng kia.
đi nào, mẹ sẽ chỉ cho con mọi thứ. Đây là tủ quần áo. Wow! Thay quần áo trước đi. Công chúa không nên mặc như thế này. Đây, đẹp hơn rồi. Đội chiếc vương miện này, nó đã chờ con đó. Ô, cảm ơn mẹ nhiều. Làm khung giường. Gắn một que thủy tinh vào bên trong mỗi góc. Chúng sẽ là chân đỡ. Cắt phần đầu giường và cuối giường. Gắn phần trên của mái che lên cột chống. Tô vàng tất cả các phần. Dùng vải phủ lên miếng bọt biển. Đã làm xong chiếc đệm rồi nè. Trên chiếc giường hoàng gia này chỉ có những giấc mơ đẹp mà thôi. Vinette, đây là phòng ngủ của con. Wow, đẹp quá. Con thích không? Chúng ta đã rất cố gắng. Thật êm và dễ chịu. Cô bé không nhận ra mình đã ngủ thiếp đi. Bé tóc đỏ xinh của mẹ. Derek, anh có nhớ em từng hát ru con bé thế nào không? Phủ sơn xịt lên bộ đĩa đồ chơi cũ. Đồ trang trí tinh tế trang trí cho ấm trà, chén và đĩa. Mỗi người sẽ có một tách trà nóng. Ngoài ra còn có đĩa, dao và thìa. Bạn cần tuân thủ các nghi thức trong bữa tối hoàng gia. Đến bàn ăn nào con yêu. Cô bé dành cả tuổi thơ trong rừng. Đó là lý do tại sao cô không quen với các quy tắc. Bé bắt đầu ăn bánh bằng tay. Ờ, công chúa, hãy dùng dao nĩa đi. Hả? Ồ, được rồi. Ồ, cô ấy làm gì vậy? Mình không thể nhìn được. Xin lỗi, con chưa bao giờ dùng những thứ này. Bây giờ bố sẽ chỉ con cách dùng. Không sao. Vinette mang trong mình cách cư xử hoàng gia. Cô nhanh chóng học cách cư xử trên bàn ăn. Đồng hồ điểm 5 giờ, đến lúc uống trà rồi. Công chúa đang làm rất tốt. Thật tuyệt khi uống trà cùng với gia đình. Những dải trang màu tập hợp lại như thế này. Ở đây có đủ loại sách nè. Làm cho gáy sách đúng hình dạng và dán các trang vào. Thư viện gia đình đã xong rồi. Con yêu, đến lúc con phải học cách ứng xử để có thể cư xử như công chúa thật thụ. Bắt đầu với việc đi đứng nào. Mẹ sẽ chỉ con cách làm chứ. Dĩ nhiên. Giữ đầu thẳng, cằm nâng cao. Đi thẳng và tự tin. Bây giờ đến lượt con, thử xem. Cô bé bước đi. Ồ, chúng ta cần tập nhiều hơn một chút. Có rồi, sách sẽ giúp con giữ thẳng lưng. Đây, đi thêm một lần nữa. Hoàn hảo, còn giống mẹ đó. Em bé của mẹ là thiếu nữ thật sự rồi.